Kính chào quý vị và các bạn. 7 ngày tới, các điểm đến ở Trung Bộ sẽ đều có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Quý vị khi tới đây du lịch thì nên mang đầy đủ các vật dụng chống nắng và chống nóng để có thể đảm bảo sức khỏe. Còn với các điểm đến ở Tây Nguyên thì thời tiết vẫn tiếp tục trạng thái sáng nắng và về chiều tối xuất hiện mưa rông. Với Trung Bộ thì ngày mai nắng nóng bao trùm trên diện rộng từ Thanh Hóa trở xuống đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 38 độ và thậm chí là có những nơi trên 39 độ. Thời gian nóng rõ là từ 11 giờ cho tới 17 giờ. Quý vị nên hạn chế ở lâu ngoài trời trong khoảng thời gian này. Với Quảng Ngãi trong 7 ngày tới thì dự báo là trời ít mây, nắng mạnh và khá nóng. Nhiệt độ lúc giữa trưa trong khoảng là từ 34 đến 36 độ. Trời khô ráo như vậy thì sẽ thuận lợi cho quý vị tới khám phá thác Sa Van ở xã Long Sơn, huyện Minh Long. Nằm giữa núi rừng hùng vĩ thì nơi đây là điểm giải nhiệt thú vị nhưng mà chưa được nhiều du khách biết đến. Thác Sa Van chảy qua những mỏm đá nằm xếp chồng lên nhau. Và dưới chân thác là những bể tắm tự nhiên do các tảng đá ngăn dòng nước tạo thành. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì dự báo chiều và tối mai tiếp tục có mưa rông ở nhiều nơi, có những điểm mưa to đến rất to. Quý vị cần đề phòng với ngập úng và sạt lở đất. Ngoài ra thì trong cơn rông vẫn cần tiềm ẩn với gió giật và sấm sét nguy hiểm. Nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao thuộc huyện Đức Trọng, thác Bảo Đại là một trong những ngọn thác cao, lớn và đẹp của tỉnh Lâm Đồng. Năm 2000 thì thác Bảo Đại được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Để có chuyến khám phá thác Bảo Đại an toàn và thuận lợi thì quý vị nên lựa chọn khoảng thời gian vào ban ngày, trời tạnh ráo và có sự hỗ trợ từ các hướng dẫn viên. Còn về chiều tối thì hầu như là ngày nào cũng xuất hiện mưa, có ngày mưa còn kèm theo cả dông gió mạnh. Về nhiệt độ thì cao nhất ban ngày trong khoảng từ 24 đến 25 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì bến Nhà Rồng được biết đến bởi ý nghĩa lịch sử quan trọng và nét kiến trúc cổ kính hòa trộn giữa Á và Âu. Thời tiết phù hợp cho chuyến tham quan sẽ là từ sáng cho tới trưa khi mà trời có nắng. Dự báo mức nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Còn về chiều tối thì ngày nào cũng xuất hiện mưa rông, quý vị cần đề phòng với gió giật và sấm sét nguy hiểm. Du khách đến với thủ đô Hà Nội trong 7 ngày tới thì cần chú ý là trời nắng rát và nhiệt độ ngày nào thì cũng rất cao, trong khoảng là từ 36 đến 38 độ. Kết hợp với hiệu ứng đô thị thì cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ còn cao hơn vài độ nữa. Quý vị nên hạn chế các hoạt động tham quan vui chơi ở ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12 giờ cho tới 16 giờ. Thậm chí là về tối và đêm thì bầu không khí cũng vẫn khá nóng với nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.